Chào tất cả quý vị, chương trình ngày hôm nay đã được mở đầu với những giai điệu lời ca rất dễ thương của ca khúc Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây. Có thể nói là khá lâu rồi thì tác phẩm mới có một bài hát thiếu nhi như thế này rất là hay để giới thiệu với quý vị. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời cho chương trình này. Xin được giới thiệu tác giả của ca khúc, tác giả Lê Dũng. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình trên truyền hình. Và một người đồng nghiệp của tôi tại Đài Truyền hình Việt Nam, là một người có vai trò rất quan trọng trong việc dàn dựng và đưa ca khúc này tới gần hơn tới khán giả, đạo diễn Minh Quang Trường. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tác phẩm mới. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 để vẽ nên những nét vẽ đầu tiên trong phần chân dung âm nhạc. Để tìm hiểu về ca khúc này thì xin được hỏi tác giả Lê Dũng trước ạ. Mỹ Lan được biết là anh có rất nhiều sáng tác viết cho thiếu nhi. Đây là một mảng đề tài rất hấp dẫn, nhưng có khá ít nhạc sĩ theo đuổi, nhất là những nhạc sĩ thuộc thế hệ 7X, 8X và 9X sau này. Vậy tại sao anh lại lựa chọn gắn bó với mảng đề tài này ạ? Bản thân tôi thì đã làm công tác giảng dạy và hướng dẫn các em học sinh lứa tuổi thanh thiếu nhi với bộ môn âm nhạc cũng đến hiện tại là khoảng 20 năm rồi. Cái thời gian gần đây ấy, thì tôi nhận thấy là cái mảng đề tài viết các ca khúc cho các em thanh thiếu nhi rất là thú vị đấy. Và từ đó là tôi cũng có ý tưởng đó là mình sẽ đầu tư thời gian của mình để viết các ca khúc cho lứa tuổi các em. Và cũng rất là may là khi mà những cái ca khúc đầu tiên được hình thành đó thì được các em đón nhận rất là tốt. Cái điều đó làm cho bản thân tôi cảm thấy rất là vui. Mỹ Lan rất là thích cái tên của bài hát này, Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây, nghe đầy chất thơ. Vậy thì có một ngôi trường như thế không ạ? Cái nguồn gốc của bài hát này được ra đời ấy, thì cũng là một cái câu chuyện rất là ly kỳ và là thú vị. Đó là sau cái chuyến đi thực tế trên vùng cao của Hà Giang ấy, đi đường thì tôi đã bắt gặp những cái hình ảnh các bạn học sinh của miền núi mặc trên mình những cái bộ váy của người Mông đấy và nổi bật giữa cái khu rừng. Trong đó thì tôi cũng lại bắt gặp những cái hình ảnh ngôi trường trên cái vùng núi rất là cao, có những cái làn mây bao phủ. Và hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ của tôi trong suốt cái đường đi. Và tôi cũng nghĩ là mình sẽ viết một cái bài hát với chủ đề về ngôi trường. Cái bài hát này được tôi ấp ủ gần một năm. Có nghĩa là gần một năm sau bài hát mới được ra đời. Đấy, thông qua cuộc thi sáng tác các ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi năm 2020 thì bài hát cũng được giải trong đó do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức. Và từ đó thì bài hát cũng được lan tỏa tới tất cả các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh trên mọi miền của Tổ quốc. Để thấy một bài hát ra đời, đó là một sự ấp ủ rất lâu của người nhạc sĩ, của người tác giả sáng tác, được không ạ? Thế còn với đạo diễn Ninh Quang Trường, bạn đã kết hợp với tác giả Lê Anh Dũng trước đây chưa? Hay Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây là dự án đầu tiên của hai người ạ? Thực ra là hai anh em đã có một quá trình cộng tác với nhau từ trước đấy rất là lâu rồi. Nhưng mà những cái tác phẩm đấy chúng tôi vẫn đang nằm trong vòng bí mật, chưa có chia sẻ. Bởi vì đấy là một dự án tương đối lớn. Khi mà dự án Nguy Ca của mình bắt đầu khởi động những cái bài hát, giới thiệu những bài hát mới của thiếu nhi đến với cộng đồng, thì bảo là anh Dũng ơi, bây giờ anh có bài hát nào không? Bài hát nào mà đấy có một số tiêu chí như thế thì anh có thể anh giới thiệu cho trường. Để trường sẽ quảng bá bài đấy, trường sẽ dàn dựng bài đấy và trường sẽ đưa nó đến gần hơn với quý vị khán giả. Một năm chúng ta có rất nhiều những cuộc vận động sáng tác. Chúng ta có rất nhiều những nhạc sĩ như anh Dũng đây và ở khắp vùng miền trên cả nước đều có những nhạc sĩ, đều có những người giáo viên dạy âm nhạc, có những người yêu nhạc viết các bài hát về thiếu nhi. Nhưng khán giả không tiếp cận được. Bởi vì đơn giản là nhạc sĩ viết xong có thể tham gia một cuộc vận động, đóng một quyển sách, rồi là tác phẩm đấy có thể là được giải đi nhưng được diễn có một lần trong cái lễ báo cáo đấy thôi. Sau đấy tác phẩm đấy không được quảng bá rộng rãi đến quý vị khán giả. Mà bây giờ quý vị khán giả, các em nhỏ xem các tác phẩm hay là biết đến các bài hát là thông qua các MV, thông qua các video. Thì rốt cuộc là chỉ từ một bản nhạc trên giấy sẽ không thể nào tiếp cận được với các em. Thì mình mới nghĩ rằng đây có thể là cái vai trò của mình. Dự án sẽ đóng vai trò là thứ nhất là đi tìm kiếm những cái tác phẩm mà đạt một số những cái tiêu chí của bên dự án. Thứ hai là mình sẽ
cùng với phía nhạc sĩ để tạo ra những cái bản hòa âm phối khí đơn ca có, tập thể có, nhóm ca có, rất là đa dạng, và dàn dựng mẫu ra những cái tiết mục đấy và đưa chúng đến với cả khán giả truyền hình để cho mọi người biết đến nhiều hơn. Vậy thì cụ thể với bài hát Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây, bài hát này có những điều gì đặc biệt để phù hợp với tiêu chí của Wika mà trong số nhiều bài hát giống như Trường nói là đã kết hợp với anh Dũng thì lại quyết định giới thiệu bài hát này, gọi là một trong những bài hát đầu tiên đấy nhỉ? Bên dự án của mình đã phải làm một cái bảng điều tra và đã phải làm một cái phân tích rất là kỹ. Hiện nay thì những bài hát thiếu nhi như thế nào thì sẽ được sử dụng nhiều. Thì khoanh vùng lại là các em nhỏ, nhà trường và các cái chương trình biểu diễn là cái dịp mà sử dụng bài hát rất nhiều. Các em nhỏ học hàng tuần ở trên lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần này, sinh hoạt cuối tuần này, sinh hoạt dưới cờ này đều cần những tác phẩm thiếu nhi như vậy. Thế nên là chắc chắn đấy phải là những tác phẩm mà có đề tài hay, đề tài thú vị, và cái lời hát nó phải giàu tính văn học thì mới có thể được biểu diễn nhiều và biểu diễn trong nhà trường. Ngoài ra là một bài hát mà khi vang lên tất cả mọi người cảm thấy xúc động. Tôi rất là thích suy nghĩ của bạn. Bởi vì rõ ràng giống như Trường nói là chúng ta không thiếu những bài hát thiếu nhi hay, những tác phẩm mới, nhưng quan trọng là đến với công chúng như thế nào. Thì rõ ràng đấy là một bài toán mà những người làm nghệ thuật, những người làm truyền thông như chúng ta phải giải quyết. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình thì chúng ta đã có những hình dung đầu tiên về ca khúc Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây. Còn bây giờ hãy tìm hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất ca khúc này. Giả Lê Dũng ạ, trong những chia sẻ đầu tiên thì anh nói rằng chính những ngôi trường ở Đồng Văn, Hà Giang là nguồn cảm hứng để anh viết nên ca khúc này. Vậy thì phần âm nhạc thì sao? Anh đã sử dụng những chất liệu như thế nào? Thực ra thì phần âm nhạc của bài hát này ngay từ đầu ý định của tôi cũng đã muốn hướng tới, đó là mình sẽ sử dụng chất liệu của vùng núi. Đặc biệt là vùng núi phía Bắc. Tôi viết bài hát thuộc hình thức hai đoạn đơn, cũng khá đơn giản đấy, nhưng mà tôi cũng đã tư duy làm sao cho những cái hình ảnh ở trong bài hát, ca từ của trong bài hát, nội dung bài hát nó sẽ gắn liền và rất là mộc mạc, gần gũi với tất cả các em thiếu nhi ở trên miền núi nói riêng và tất cả các em với lứa tuổi thanh thiếu nhi nói chung. Thời gian hiện tại là bài hát này có 3 bản hòa âm chính. Wow. Một bản hòa âm của nhạc sĩ Cảnh Tùng này, một bản hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Anh và một bản hòa âm của nhạc sĩ Gia Minh. Đấy, và ba cái bản hòa âm này đều có những màu sắc rất là mới lạ cho cái bản Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây. Tôi cũng đã nghiên cứu và tư duy với cả nhạc sĩ hòa âm Tuấn Anh và đúng là trùng những cái ý tưởng như thế. Và với cái bản nhạc mang tính chất là pop, mang một chút R&B vào, pha vào với cái tiếng sáo mèo nữa, thổi của nhạc sĩ Minh Dương, thì thực ra là cái bản phối này là một cái bản phối tôi thấy là cũng rất là hợp lý. Sau khi lựa chọn được một bài hát vào trong dự án của mình, Trường sẽ triển khai bài hát đấy như thế nào? Với mỗi một bài hát thì mình sẽ phải triển khai cho bài hát đấy một cái kế hoạch để phát triển nó. Thế rốt cuộc cái bài hát này sẽ được hát ở đâu và sẽ được ai hát? Thì lúc đấy mình sẽ có một cái hướng nhất định. Trong dự án Wika thì có luôn một đội nghệ thuật là đội ca nắng sớm, là những bạn học sinh trong lứa tuổi từ 5 đến 15, có đến hơn 100 bạn. Là những bạn được tuyển chọn có giọng hát tốt ở Hà Nội để tham gia biểu diễn các tác phẩm mới này luôn. Thế nên là dự án mới có thể triển khai được. Các bạn ý sẽ là người đầu tiên thẩm định cái tác phẩm đấy, các con có thích hay không đã. Ban đầu là mình định chia sẻ cái bài hát này cho cái nhóm lớn, nhưng mà sau đấy thấy các anh chị lớn hát bài này, các em bé của lớp bên cạnh ra nghe hát theo, xong rồi hát theo và hát theo được. Thì lúc đấy là ồ, có thể là mình có thể hạ được độ tuổi của tác phẩm này xuống. Nó không khó như mình tưởng. Và mang cái tác phẩm đấy đi biểu diễn, rồi người xem nhìn tác phẩm biểu diễn ở trên sân khấu, người ta mới cảm nhận được rốt cuộc tác phẩm đấy là tác phẩm như thế nào. Quả thực là những chia sẻ rất ý nghĩa. Và xin được chúc tác giả Lê Dũng sẽ càng có thêm nhiều nữa những tác phẩm mới chất lượng. Và dự án Wika của đạo diễn Ninh Quang Trường sẽ ngày càng phát triển thành công và thực hiện được sứ mệnh của mình, đó là mang nhiều nữa những tác phẩm âm nhạc hay tới cho các em thiếu nhi. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phiên bản khác của ca khúc Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây với sự thể hiện của các em thiếu nhi đến từ đội ca Nắng Sớm. Thank you.